có người nói boss lớn nhất trong bộ phim chính là Won Sang A. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Chúng ta phân tích điểm đáng nghi lớn nhất nhé. Rốt cuộc Hoa Young có chất hay không? Lúc xảy ra tai nạn chúng ta đã thấy, chiếc xe Inzo ngồi là màu đen, mà lúc chiếc xe hàng đâm tới, đã có một chiếc xe trắng chắn giữa hai xe, nhờ đó Inzo mới thoát được một kiếp. Lúc ở bệnh viện cô đã mơ màng nhìn thấy Hoa Young. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ chút nhé. Tay phải của Hoa Young kéo rèm ra có dính máu, cả bên phải chiếc áo của cô ấy cũng dính máu, bởi vì vị trí ghế lái ở Singapore nằm ở bên phải. Nếu như cô ngồi ghế bên phải, chiếc xe lại đâm từ bên trái, như vậy dù có bị thương cũng sẽ không mất mạng. Vì vậy mới tới bệnh viện bảo Inzo cầm lấy tiền rồi cao chạy xa bay. Rất có khả năng người lái chiếc xe màu trắng chính là Hoa Young. Điểm thứ hai chính là phu nhân Won Sang A. Rốt cuộc tại sao bà ta lại trở nên vặn vẹo như vậy? Từ lúc Hyojin đưa In Hee mở gác xếp của mẹ mình hồi còn trẻ ra, họ đã phát hiện ra bí mật lúc trước của Won Sang A. Won Sang A đã từng làm một mô hình nhỏ, trong đó có giày cao gót màu đỏ, hoa lan và con búp bê được treo trong tủ quần áo. Tất cả đều giống y hệt với cảnh lúc Hoa Young qua đời. Đoạn này bà ấy đã từng nói với Inzo, mẹ của bà ấy cũng chết rất thảm. Khi còn trẻ bà không thể hiểu nổi khung cảnh đó. Có người nói bà có thể làm lại khung cảnh đó, sau đó đóng chặt cửa lại, tiếp tục sống cuộc sống của mình. Đợi tới một ngày nào đó bà có thể hiểu được cái chết của mẹ mình thì hãy mở cánh cửa ấy ra. Inzo hỏi cánh cửa đã được mở chưa? Won Sang A nói mình vẫn luôn đóng cánh cửa ấy lại. Mà Hyojin và In Hee đã nhìn thấy cái tên bà ta đã để lại. Khung cảnh này rất có thể là hiện trường cái chết lúc trước của mẹ bà ta. Vậy nên bà ta mới chọn giết một người để mô tả lại khung cảnh này. So với Won Sang A thì Choi Jo In mới là người thần bí, khó đoán nhất bộ phim này. Cũng có khả năng là nhân vật nam nguy hiểm nhất. Đầu tiên, mẹ của Choi Jo In nhận tội thay người khác phải vào tù. Bố thì ẩn cư trên núi hơn 20 năm. Sau này anh được nhà họ Won đưa ra nước ngoài du học. Có thể nói nhà họ Choi đã tan nhà nát cửa vì nhà họ Won. Hơn nữa khi Inzo nói với anh rằng hung thủ chính là bố của Park Jae Sang, anh không hề ngạc nhiên. Có lẽ là anh đã sớm biết rồi. Anh có thể trả thù cùng tôi. Tôi rất tò mò tại sao mọi người luôn muốn trả thù. Rõ ràng có cách an toàn hơn rất nhiều. Tại sao cứ phải dấn thân vào nguy hiểm làm gì? Vậy cách an toàn hơn là gì đây? Sau khi nhận được tin tức từ phía Inzo, Choi Jo In đã lén lút đi gặp bố mình. Sau đó hai bố con liền nhất trí đồng lòng. Đầu tiên Choi Jo In giả vờ bán đứng bố mình trước mặt Park Jae Sang, nói địa chỉ của bố mình cho ông ta. Park Jae Sang đã muốn giết bố Choi hơn 20 năm nay. Cuối cùng ông ta cũng tìm ra. Vì chủ động báo tin tức về bố mình cho Park Jae Sang nên Choi Jo In đã lấy được sự tín nhiệm từ ông ta. Sau đó anh lại lấy một hung khí có dính máu cho vào trong két. Rất có khả năng là sau khi Park Jae Sang phái người đi giết bà He Seok đã để Choi Jo In xử lý hung khí. Điều này cũng có thể giải thích được tại sao lúc trước anh lại không cho Inzo cầm hoa lan về nhà. Bên này, bố Choi trốn được sự truy sát do đám người Park Jae Sang phái tới. Thậm chí còn nhốt hết bọn chúng vào trong nhà rồi nổ bom. Có thể thấy hai bố con họ rất hận Park Jae Sang. Tới lúc này, ân oán của các nhân vật đều đã rõ hết rồi. Đầu tiên là tướng quân Won, bố của Won Sang A. Ông đã từng tham gia chiến tranh chỉ với một đội nhỏ bao gồm 12 binh lính và y tá. Sau đó đã chụp lại bức ảnh chụp chung này. Mà sau khi quay về Hàn Quốc họ đều chết một cách rất ly kỳ. Người còn sống duy nhất chính là bố của Choi Jo In và bố của Won Sang A. Và bác gái của ba chị em Inzo. Không lâu trước đó, bà He Seok cũng đã qua đời. Tướng quân Won giờ ở bệnh viện cũng nửa sống nửa chết. In Kyung tới tìm bố của Choi Jo In. Ông ấy vốn định ám sát Park Jae Sang, nhưng In Kyung lại khuyên ông nhận phỏng vấn của mình trước. Tới lúc đó kết hợp với các chứng cứ khác, như vậy là có thể khiến Park Jae Sang nhận sự trừng phạt thích đáng. Nếu trong quá trình xảy ra sai sót gì, tôi sẽ tự làm theo kế hoạch của mình. Tôi sẽ đứng trước mặt mọi người, đứng trước mấy chục cái máy ảnh, sau đó giết chết Park Jae Sang, dùng cách mà mọi người không bao giờ quên được, để bọn họ sẽ không bao giờ dám làm chuyện xấu nữa. Liệu Park Jae Sang có chết không? Hoa Young có còn sống hay không? Hãy cùng đón xem tiếp nhé! Ba chị em lại xuất hiện một tình tiết mới. Inzo lúc này đang cầm súng chĩa về phía Won Sang A. Khi cô chuẩn bị bóp cò, không ngờ Won Sang A lại quay đầu lại ra lệnh cho ba vệ sĩ tiến vào. Inzo lập tức bị đánh ngã xuống đất. Won Sang A cười nhạo Inzo quá ngốc nghếch. Tối nay chắc chắn sẽ là ngày giỗ của cô. Inzo hỏi bà ta không muốn lấy lại 70 tỷ sao? Won Sang A nói 70 tỷ không xứng để bà để ý. Tôi là nhà nghệ thuật, tôi sẽ coi như mình dùng 70 tỷ won để quay một bộ phim. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Bảo vệ dưới lầu nói phát hiện trong nhà họ có người vứt máy bay giấy lung tung. Theo yêu cầu sẽ bị phạt 1.000 đô sinh. Won Sang A ghét bỏ nhìn về phía Inzo, hỏi có phải cô đã vứt lung tung không? Inzo giải thích rằng trong lúc chờ chán quá, nên đã gấp máy bay giấy. Này, cô có biết vứt rác bừa bãi ở Singapore sẽ bị phạt tiền không? Không còn cách nào, Won Sang A đành phải cho vệ sĩ đi mở cửa. Không ngờ cửa vừa mở ra Choi Jo In liền xông vào. Tối nay Choi Jo In đúng là đẹp trai thật, rất nhanh đã giải quyết xong đám vệ sĩ. Won Sang A cầm lấy khẩu súng từ tay vệ sĩ, nói anh tới rất đúng lúc, tôi có kịch bản mới, chi bằng nói là hai người tranh chấp với nhau vì tiền.
Sau đó Inzo bắn chết cậu, cuối cùng cũng đi theo cậu luôn. Kết cục này chỉ nghĩ thôi đã thấy rất đỉnh rồi. Choi Jo-in nói Park Jae-sang bảo anh tới tìm bà. Sau đó liền lấy điện thoại ra, đầu bên kia đang chính là tiếng của Park Jae-sang, lập tức chọc giận Won Sang-a. Bà nói tại sao lại tới phá đám bộ phim mình đang đạo diễn. Nghĩ lâu như vậy cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Park Jae-sang nói bây giờ không phải là chuyện 70 tỷ nữa, mà là liên quan tới toàn bộ tài sản của họ. Lúc này đầu bên kia vang lên tiếng của In Kyung. Hóa ra cô đã đem theo sổ sách tới tìm Park Jae-sang. Cô nói mình đã chuẩn bị xong hết mọi chứng cứ rồi. Nếu họ dám làm hại chị gái cô, thì những chứng cứ đó sẽ lập tức được công bố ra ngoài. Won Sang-a trực tiếp bảo Park Jae-sang giết luôn cả In Kyung. Cô rất bình tĩnh nói mình đã sớm nghĩ tới điều này. Nếu như cô chết đi, thì những chứng cứ này vẫn sẽ được công bố ra ngoài. Lúc này Won Sang-a tức nhưng không làm được gì, chỉ còn cách ném súng xuống đất rồi rời đi. Lúc này Park Jae-sang hỏi In Kyung, cô đã từng nghĩ tại sao mình lại có thể sống tới bây giờ chưa? Cô chắc chắn không đụng vào tôi được đâu. Nghi ngờ về tiết kiệm ngân hàng sẽ kết thúc khi cô bị sa thải. Vấn đề liên quan tới bất động sản chỉ giúp tôi được ủng hộ nhiều hơn thôi. Người ta có thể nghĩ rằng cô đang làm việc cho tôi đó. In Kyung kiên quyết nói lần này không giống vậy. Cô đã nói với chủ biên về thời gian phát sóng tiết mục rồi. Park Jae-sang lại cười. Ông nói từ lần đầu tiên cô báo cáo với chủ biên thì chủ biên đã nói lại cho ông rồi. Ông chỉ muốn xem cô điều tra được những gì thôi. Xem rốt cuộc cô tra được tới đâu. In Kyung không dám tin chủ biên mà trước giờ mình tôn trọng cũng là người của Park Jae-sang. Cô nói cùng lắm thì cô phát trực tiếp trên mạng rồi công khai những chuyện này. Park Jae-sang cầm sổ sách lên rồi đi tới lò sưởi. Sau đó vứt hết vào trong, dường như đốt hết sạch hy vọng của In Kyung. Bên này Inzo nằm trên đùi Choi Jo-in. Cô nói xin lỗi với anh, không phải cô cố ý cầm tiền bỏ chạy đâu. Chỉ là cô quá hy vọng Hoa Young vẫn còn sống mà thôi. Choi Jo-in nói mình có thể hiểu được điều này. Sau đó lại hỏi 70 tỷ đang ở đâu. Inzo nói mình đã tìm một cái tủ, sau đó bỏ hết 70 tỷ vào trong. Cô nhờ quản gia của khách sạn tìm giúp mình một số lượng lớn gạch, rồi bỏ nó vào trong vali. Nói xong liền lấy chìa khóa tủ tiền từ trong túi ra. Cô nói người duy nhất mình có thể tin tưởng bây giờ chỉ có Choi Jo-in. Nếu như cô chết đi, hy vọng anh hãy chia số tiền đó cho các em của cô. Xin anh hãy giúp tôi.